tuyển Việt Nam gặp bất lợi về những quyết định của trọng tài. Đội tuyển Việt Nam đã đề thua 0-2 trước đội tuyển Thái Lan ở bán kết lượt đi AFF Cup 2020. Thất bại này đến từ chuyên môn, một phần các cầu thủ áo đỏ thiếu may mắn và cũng đến từ cách điều hành không tốt của tổ trọng tài, gây bất lợi cho những ngôi sao vàng. Tôi cho rằng trọng tài đã điều hành trận Việt Nam, Thái Lan không tốt. Có hai lỗi nghiêm trọng là bỏ qua một quả phạt đền của tuyển Việt Nam và cho Thái Lan hưởng phạt đền không chính xác. Những lỗi của trọng tài đã làm làm ảnh hưởng đến kết quả trận đấu. Trưởng ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền nhận xét về cách điều hành trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020 giữa Việt Nam Thái Lan của trọng tài người qua ta ân át ba Cầu thủ Thái Lan xứng đáng nhận thẻ đỏ khi có hành động đánh tay vào mặt Quang Hải. Ảnh VFF ở trận đấu này. Trọng tài chính An Ad Ba Sao đã có nhiều quyết định gây tranh cãi khi có nhiều tình huống nhận định thiếu chính xác. Đầu tiên là việc Quang Hải bị Thirathong Bumathan đánh nguội ở biên dọc trong hiệp một nhưng trọng tài không cho rằng đó là pha phạm lỗi. Điều đáng nói, nhiều quan điểm cho rằng đây là tình huống xứng đáng phải nhận thẻ đỏ của Chá Chai Baprom trong khi ông An Saudali thậm chí còn không thổi phạt cầu thủ Thái Lan. Cùng với đó, tình huống trong hiệp 2 khi Quang Hải chọc khe cho Hà Đức Chinh đối mặt thủ môn Thái Lan nhưng bị thổi phạt việt vị. Video chiếu chậm cho thấy, Đức Chinh còn đứng trên hậu vệ cuối cùng của Thái Lan rất rõ ràng. Còn ở tình huống Văn Toàn bị thủ môn phạm lỗi ngoài vòng cấm cuối hiệp 1, ông Dương Văn Hiền cho rằng pha phạm lỗi đó bóng đã đi sát đường biên, không phải là cơ hội tấn công rõ rệt nên trọng tài rút thẻ vàng là đúng. Trọng tài An Abba Saudali có những quyết định gây bất lợi cho tuyển Việt Nam. Ảnh VFF Nhưng điểm nhấn chính vẫn là hai tình huống thổi và không thổi 11m gây tranh cãi. Trưởng ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền cho biết, tôi nghĩ trọng tài nhận định sai khi cho Thái Lan hưởng quả phạt 11m ghi mạnh vào không trúng bóng nhưng cầu thủ Thái Lan cố tình lao người vào Duy Mạnh trước, đó không phải là tình huống bắt phạt đền chuẩn xác. Ở hai tình huống cuối trận trong vòng cấm của tuyển Thái Lan, pha bóng chạm tay thì theo luật không thể thổi phạt đền vì cầu thủ Thái Lan chủ động phá bóng trước rồi mới trúng tay, nhưng tình huống Quang Hải bị đẩy ngã là một quả phạt đền cho tuyển Việt Nam. Tôi ngạc nhiên khi trọng tài chính ở rất gần lại không thổi phạt đền. Sau trận đấu, khi được các phóng viên hỏi về công tác trọng tài, huấn luyện viên Bắc Hăng sẽ nói tôi không muốn nhắc đến trọng tài. Nếu có cơ hội, tôi nghĩ trọng tài nên xem lại trận đấu. Tôi muốn nói rằng giờ trên thế giới đều có va. Nếu có va thì sẽ giải quyết tình huống gây tranh cãi. Với việc để thua Thái Lan không hai ở trận lượt đi, tuyển Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn ở trận lượt về sau đây 2 ngày. Những ngôi sao vàng cần phải nhanh chóng quên đi thất bại này để dùng lực cho 90 phút ở trận lượt về để lật ngược thế cờ.